Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết khu vực các tỉnh thành phía Nam bắt đầu bước vào cao điểm mùa mưa. Song song với việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật để vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trước các diễn biến bất thường của thời tiết, Công ty Điện lực Tây Ninh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp cho người dân sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện và các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Những ngày này, thời tiết thường xuyên có mưa to kèm giông sét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Những trận mưa lớn, dòng lốc kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đáng chú ý là do đặc thù hệ thống lưới điện phân phối rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nên việc vận hành lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định liên tục cho khách hàng mùa mưa bão hết sức khó khăn. Tại Điện lực Cô Châu, với đặc thù lưới điện trên địa bàn huyện, Điện lực Cô Châu đã chủ động triển khai các công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo trì lưới điện, chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức khách hàng trong việc sử dụng điện sao cho đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu để vừa an toàn vừa tiết kiệm. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, Điện lực Gò Dầu đã thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trước mùa mưa bão năm 2022, thực hiện theo chỉ đạo của Sở Công Thương Tây Ninh về việc đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão. Điện lực Gò Dầu đã chủ động triển khai các công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo trì lưới điện như là thay thế các trụ điện rạn nứt, sửa chữa trụ nghiêng, gia cố móng trụ, nhất là các khu vực thường xuyên ngập nước, chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Thực hiện cái chỉ đạo của Sở Công Thương về việc cái đảm bảo cho cái lưới điện vận hành an toàn trước mùa mưa bão năm 2022, thì Điện lực Cầu Dầu đã ngay từ đầu năm đã triển khai cái phương án phòng chống lụt bão trong toàn huyện, trong đó có phòng chống thiên tai. Thì Điện lực Cầu Dầu đã thực hiện cái tổng kiểm tra toàn bộ cái lưới điện trước mùa mưa bão, đặc biệt là quan tâm những cái trụ điện ở những cái khu vực mà ngập sâu, xử lý các cái trụ rạn nứt, các cái móng neo cũng như là các cái dây neo chằn dùng, những cái trụ ngập sâu thì gia cố móng để đảm bảo cho cái việc vận hành cái an toàn cho cái mùa mưa bão. Thì đặc biệt kèm theo đó là cái việc chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện, dụng cụ để sẵn sàng cho cái khắc phục cái mùa mưa bão xảy ra. Ngoài ra thì để cái đảm bảo cho cái việc giảm cái thiểu cái tai nạn về điện đối với người dân trên địa bàn huyện, thì Điện lực Cầu Dầu ngay từ đầu năm cũng triển khai cái công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến người dân trên địa bàn huyện. Trong đó thì khuyến cáo người dân là không có được trú mưa với cái trạm biến áp, cũng như là không được đụng chạm đến các cái trụ điện, các cái móng dây điện. Đặc biệt đó là cái việc người dân phải chủ động trong cái việc là khắc phục cái đường dây sau công tơ từ ở công tơ điện đến nhà cho đảm bảo an toàn. Chẳng hạn như là không có kéo các cái dây sau công tơ trên các cái cây xanh, gỗ mục nó dễ ngã đổ, và người dân phải thường xuyên là phát quang các cái cây xanh, thay các cái dây tróc vỏ để đảm bảo an toàn, cũng như là các cái trụ mục bằng cái trụ bê tông có cái rắc và sứ cắt điện để đảm bảo an toàn. Người dân cũng nên chú ý thêm là gia cường các cái bảng quảng cáo, bảng hiệu ở trước cửa nhà mình để đảm bảo chắc chắn, để phòng cái mùa mưa thì lốc xoáy nó sẽ gây ra rất là nguy hiểm. Ngoài ra thì đặc biệt đó, những cái đó thì khi mà lỡ có xảy ra dây đứt hoặc trụ ngã thì người dân cần báo ngay cho điện lực để có cái khắc phục
kịp thời và đảm bảo an toàn sử dụng điện xuyên suốt cho người dân. Xin cảm ơn anh. Mùa mưa bão luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về an toàn khi sử dụng điện. Nếu chủ quan lơ là, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn sử dụng điện luôn được Công ty Điện lực Gò Dầu chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng điện, tuân thủ các giải pháp để bảo đảm và đảm bảo dùng điện an toàn, hạn chế thấp nhất các rủi ro, sự cố và giảm được các tai nạn về điện, nhất là liên quan đến tính mạng con người. Ngoài thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo trong việc cung cấp điện cho công ty, lực lượng đoàn thanh niên Công ty Điện lực Tây Ninh phối hợp với chuyên môn cũng như các cơ sở đoàn địa phương tổ chức tuyên truyền hỗ trợ người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Chị Nguyễn Thị Nguyên, ấp Trăm Chàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu cho biết, gia đình chị và các hộ gia đình trong ấp được công nhân điện lực đến tận nhà tuyên truyền sử dụng điện trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp khi có mưa. Ngoài ra, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương và người dân tiến hành rong tỉa, chặt đốn cây xanh, hạn chế sự cố lưới điện. Thì điện lực thì tới đây thì cắt tỉa cây xanh cho mình, thì người dân mình cũng ủng hộ lũ lụt đồ, gió giông đồ ở cưng. Trong 6 tháng đầu năm 2022 thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức được 2 đợt hỗ trợ người dân cài app Zalo chăm sóc khách hàng, cũng như 3 đợt hỗ trợ người dân là sửa chữa điện dây sao công tơ thì đảm bảo vận hành an toàn. Thì trong thời gian tới thì đoàn thanh niên công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện các công tác như trên để hỗ trợ người dân tuyên truyền sử dụng an toàn tiết kiệm điện. Qua cái app điện lực, điện về cho điện lực để họ đến khắc phục. Có thể thấy, với tinh thần tích cực chủ động trong việc tuyên truyền hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn tiết kiệm, Điện lực Gò Dầu đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần giảm chi phí, giảm tiêu hao năng lượng cho các gia đình, hộ sử dụng điện, góp phần ổn định cuộc sống của người dân địa phương và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngoài sự nỗ lực của ngành điện, việc đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp luôn cần có sự phối hợp hỗ trợ của người dân để hạn chế xảy ra tai nạn do vi phạm về hành lang. Người dân không tự ý chặt tỉa cây xanh gần đường dây điện nhằm đề phòng các trường hợp cây xanh ngã đổ vào đường dây gây sự cố tai nạn điện. Trước khi tháo gỡ bảng quảng cáo, anten hoặc là chặt tỉa cây xanh gần đường dây, hãy liên hệ điện lực địa phương theo Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng số điện thoại 1900 1006 hoặc 1900 9000 để được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, đến đây thì chuyên mục Điện Cuộc Sống tuần này xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.